Cô Ngọc Lan xin mời các con cùng vào bài tập số 1. Bài tập số 1 có nội dung như sau: tìm A. Cô có 2014 nhân A cộng 2014 nhân với 79 bằng 201.400. Trong trường hợp này, cô trò mình phải làm như thế nào và vận dụng tính chất cơ bản gì của phép tính để tìm A một cách nhanh nhất? Cô mời các con cùng giải với cô Ngọc Lan nào. Ở phần bài giải cũng như ở những tiết trước, cô Ngọc Lan đã hướng dẫn với các con rất nhiều tính chất cơ bản của phép tính. Và trong phép tính nhân và phép tính cộng này thì cô trò chúng mình lại cùng nhau vận dụng tính chất một tổng nhân với một số để tìm A cho dễ dàng. Bây giờ các con cùng với cô phân tích tại sao cô lại nói rằng một tổng nhân với một số. Các con thấy dễ dàng nhận ra ở cặp tích thứ nhất 2014 nhân với A. Cô có cặp tích thứ nhất. Cặp tích thứ hai 2014 nhân với 79. Cả hai cặp tích này đều có một thừa số chung là 2014. Như vậy, cô sẽ rút cái thừa số chung này ra bên ngoài. 2014 sẽ được nhân với tổng của A cộng với 79. Hay cô nói cách khác để các con dễ hiểu hơn, đó là 2019 được lấy A lần, rồi cô xin lỗi, 2014 được lấy A lần, rồi 2014 lại được lấy 79 lần. Như vậy, số 2014 đã được lấy tổng của A cộng 79 lần.